Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tự xem chính hướng giường ngủ theo phong thủy. Kính thưa quý vị và các bạn, trong một căn nhà, nếu như phòng khách, phòng bếp là nơi mà cả nhà chúng ta sum vầy, trò chuyện, kết nối nhau sau một ngày làm việc căng thẳng, thì phòng ngủ chính là không gian riêng tư và thư giãn sau một ngày dài hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng. Phòng ngủ vừa là góc sinh hoạt riêng tư, vừa là nơi nghỉ ngơi của mỗi người. Vì vậy, phòng ngủ cần phải có sự yên tĩnh, tính phù hợp đối với mỗi cá nhân. Có một căn phòng nghỉ ngơi là nhu cầu cần thiết của một con người. Chính vì thế, với từng ngôi nhà, phòng ngủ sẽ là một trong những vị trí vô cùng quan trọng. Theo như phong thủy của phòng ngủ, thì cách bố trí căn phòng ngủ khác nhau, hướng giường ngủ khác nhau sẽ đem đến những ảnh hưởng tốt hoặc xấu khác nhau đối với chúng ta. Xét theo phòng ngủ, thì mỗi phương hướng phòng ngủ khác nhau sẽ đem lại những ảnh hưởng về phong thủy khác nhau đối với từng thành viên trong gia đình ở từng phòng. Ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi, chúng ta hãy cùng nhau xem video tự xem chín hướng giường ngủ theo phong thủy. Hướng phòng ngủ, giường ngủ được xác định như thế nào? Trong phong thủy nhà ở thì phong thủy phòng ngủ là một phần vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mỗi người, giúp cho chúng ta tránh khỏi những tổn thất về mặt tiền bạc cũng như sức khỏe. Một phòng ngủ hợp phong thủy có tác động rất lớn đến chất lượng của giấc ngủ của mỗi người. Bởi vì một giấc ngủ ngon, sâu không chỉ giúp cho chúng ta tái tạo lại năng lượng, giúp cho chúng ta giữ được tinh thần luôn tỉnh táo, thoải mái. Đặc biệt hơn, một giấc ngủ ngon mang lại cho chúng ta một sức khỏe tốt, giúp ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, đột quỵ. Ngoài ra, việc bố trí phòng ngủ hợp phong thủy còn giữ cho gia đạo luôn được ấm êm, mang lại nhiều năng lượng tích cực và sinh khí tốt đẹp. Hiện nay, có rất nhiều quan niệm học thuyết trái chiều nhau, hiểu sai về khái niệm hướng hay còn gọi là phương vị của giường ngủ, dẫn tới chúng ta bị rối loạn, gây hoang mang cho rất nhiều người có nhu cầu tìm hiểu. Có người thì cho rằng hướng của giường ngủ phải là hướng của chân giường, có người lại cho rằng hướng giường ngủ là hướng của đầu giường, lại có quan niệm cho rằng hướng giường ngủ là hướng mặt của người nằm ngủ. Tuy nhiên, quan niệm này vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối. Bởi vì con người chúng ta khi nằm ngủ thường không có tư thế cố định, lúc chúng ta quay trái, lúc chúng ta lại quay phải. Do đó, nếu chúng ta lấy hướng mặt người nằm ngủ để xác định hướng giường thì thật là không có căn cứ thỏa đáng. Có những quan điểm, quan niệm trái ngược nhau và sai như vậy, phần lớn là do những người phát ngôn không có am hiểu về khí, không hiểu thế nào là nguyên khí, thực khí, từ đó dẫn đến những kết luận có tính thiển cận. Theo những quan niệm phong thủy, người ta có câu nói rằng sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Đây chính là câu nói giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc ở trên. Sơn ở đây chính là tọa độ của ngôi nhà và thủy chính là hướng nhà. Khi chúng ta nói đến việc định vị một tiết minh, tức là chúng ta nói đến sự bố trí sao cho hấp thụ được nguyên khí tốt nhất của ngôi nhà. Còn khi chúng ta định phương hướng là để nhằm hấp thụ được thực khí. Con người hấp thụ được thực khí của trời, đất tốt nhất là qua con đường hít thở bằng mũi. Bởi vì mũi là cơ quan hít thở, trao đổi khí trực tiếp, cơ bản của con người. Do đó trong tướng học, người ta thường coi trọng tướng mũi cao, thẳng, không thiên lệch, thông suốt từ đầu mũi đến ấn đường. Mũi đảm nhận vị trí quan trọng như vậy, cho nên khi ngủ, người ta nằm thì lỗ mũi lại hướng xuống phía dưới chân. Như thế, nếu khí đi từ dưới chân đi tới sẽ trực tiếp đi thẳng vào mũi. Vì vậy, khi chúng ta nằm ngủ, không phải đầu giường mà chân giường mới là quan trọng nhất. Vị trí này ảnh hưởng quan trọng đến âm khí và sức khỏe của giấc ngủ. Đối với hướng giường ngủ cũng sẽ được áp dụng theo nguyên tắc ở trên. Giường ngủ là một thái cực nhỏ, do đó đầu giường chính là tọa độ, hướng chân chính là hướng, để chúng ta xác định được hướng đặt giường ngủ. Khi thức dậy và ngồi nhìn thì hướng nhìn phía trước sẽ là chân giường. Khi chúng ta ngủ, cơ thể sẽ lấy khí từ chân giường đưa lên.
Chính vì vậy khi đặt hướng dương, chúng ta cần phải căn cứ đến nguồn không khí từ dưới đi lên có trong lành cũng như phạm phải những điều cấm kỵ trong phong thủy hay không. Tóm lại, hướng giường ngủ phải xác định theo hướng của chân giường, chứ không phải là đầu giường giống như quan niệm của rất nhiều người. 9 hướng nằm ngủ theo phong thủy. Như đã nói ở trên, hướng của giường ngủ chính là hướng của chân giường. Để sinh ra được cát khí, chúng ta cần phải phối hợp hài hòa sự cung mệnh của người nằm và hướng giường, từ đó mới có thể hấp thu được tinh hoa, gia tăng sự may mắn về tài lộc, sức khỏe cho chủ nhân căn phòng. Và dưới đây sẽ là 9 hướng nằm ngủ theo phong thủy mà chúng ta nên tham khảo. Số 1. Giường ngủ hướng Tây Bắc. Như chúng ta đã biết, mặt trời đã dần dần lặn ở hướng Tây. Khi màn đêm sắp buông xuống thì hướng Tây Bắc là đường chân trời trước khi mặt trời lặn hẳn. Giường ngủ hướng này có thể giúp cho con người chúng ta thúc đẩy được năng lực, có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Đàn ông ở trong phòng này thường mạnh mẽ, chín chắn quả quyết, dễ nhận được sự tin tưởng của mọi người. Người ở trong phòng tuy không thể giải quyết hoàn hảo mọi mặt của vấn đề, thế nhưng sẽ giỏi nắm bắt chi tiết tình huống. Giường ngủ hướng này thích hợp với những người tự chủ trong lĩnh vực kinh doanh. Có điều, người ở trong phòng này có tính ngoan cố, tuy rằng người có tiếng nói, thế nhưng làm việc thường độc đoán và truyền quyền. Hướng nằm này có thể mang đến cho những người nằm trên giường có một giấc ngủ sâu, dài. Nằm ngủ hướng Tây Bắc sẽ giúp cho người già và các bậc phụ huynh, bởi vì nó có thể thể hiện sự kết hợp giữa quyền lực và tình cảm. Hướng này được rất nhiều người lựa chọn để nằm ngủ. Số 2. Giường ngủ hướng Bắc. Theo như phong thủy thì hướng Bắc tượng trưng cho phần âm của các đồ vật và mạng cốt của nó là sao thủy. Sao Bắc Đầu chính là tâm điểm, chiếm vị trí trung tâm và là ngôi sao đáng nể trên bầu trời đêm. Phong ngủ hướng này giúp cho người ta có một sự nghiệp ổn định, giúp cho họ có thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, khá thích hợp với những người làm các ngành liên quan đến học thuật, nghiên cứu, tác gia, quân sự hay tâm lý học. Những người như vậy tuy không quá thông minh, thế nhưng chỉ cần nghiêm túc làm việc là họ có thể đạt được thành tựu. Không nên quá chú trọng đến danh lợi. Khuyết điểm của hướng giường ngủ này là người nằm trong phòng ngủ này dễ phải chịu tác động của quan hệ xã hội, khó biểu đạt suy nghĩ của bản thân, thậm chí là phụ thuộc vào người khác. Trong thuật phong thủy, bất cứ loại cửa nào mở ra hướng nhà là hướng Bắc đều sẽ không được ưa chuộng. Sự băng giá, tuyết phủ vào mùa đông là những lý do để người ta không làm nhà về hướng này. Với những căn nhà xây hướng Bắc, người ta sẽ xây các bức tường vững chãi ở bên ngoài phía căn nhà để có thể bảo vệ các hướng cửa đi vào một căn phòng hoặc là phòng ngủ. Điều đó có thể chấp nhận được và các cánh cửa, các cửa sổ đều hướng về phía nam để có thể đón nắng ấm của phương nam và trung hòa cơn gió lạnh thổi từ phương Bắc đến. Bởi vì ánh sáng của bầu trời đêm hướng Bắc tốt hơn, nên chúng ta hướng chúng vào một mái nhà dốc hoặc là vào một góc. Khi chúng ta ngủ mà hướng về phía Bắc sẽ giúp chúng ta tránh được tình trạng mất ngủ, bởi vì đây là nơi chủ về sự yên tĩnh, tĩnh lặng. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến cho cuộc sống của bạn quá tĩnh lặng, nhàm chán và có phần buồn tẻ. Số 3. Giường ngủ hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc tượng trưng cho sự giao thoa hoán đổi giữa ban đêm và ban ngày, giữa âm và dương, bắt đầu cho những sự biến hóa mới. Nó vừa có ý nghĩa gợi ý tiến lên, đồng thời cũng biểu thị cho sự kết thúc và dừng lại. Trong phong thủy phòng ngủ hướng Đông Bắc khiến người trong phòng nhiệt tình, sẵn sàng giang tay giúp đỡ người khác, hy vọng được thể hiện tấm lòng nghĩa hiệp của bản thân mình. Họ là những người có tính cách khá thẳng thắn, không chấp nhận chuyện bất bình, thị phi, phân minh, có cái nhìn bất mãn về nhiều mặt. Vì thế trong cuộc sống thường khá trắc trở hay thay đổi công việc. Nếu như được làm ông chủ thì họ sẽ là những người kiên trì, nỗ lực, cho dù phải nhận rất nhiều thất bại. Chính vì khi ngủ theo hướng Đông Bắc khó tạo cho những người ở trong phòng có một giấc ngủ sâu giấc, thậm chí nó còn là nguyên nhân của những cơn ác mộng. Vì vậy tốt nhất gia chủ không nên nằm hướng quay đầu về phía Đông Bắc để ngủ.
Nếu như nhà nhỏ không thể kê giường nằm thì chúng ta làm quay đầu lại cũng là một biện pháp để có thể hóa dài. Số 4. Giường ngủ hướng đông. Theo như phong thủy thì hướng đông biểu tượng cho mùa xuân, tượng trưng là con rồng. Cốt của nó là mộc, tương quan với lửa, thế nhưng khắc với đất và kim loại. Phòng ngủ hướng đông sẽ khiến cho người ta có tư tưởng cầu tiến, giúp cho họ đạt được thành công từ khá sớm, thích hợp với những công việc như khoa học, âm nhạc, thiết kế và sáng tác. Tuy rằng những công việc này không có thời gian cố định, thậm chí có những lúc phải thức khuya dậy sớm, thế nhưng đó là những công việc khiến cho họ cảm thấy phấn chấn, giúp họ có thể tập trung tinh thần bất cứ lúc nào. Và theo như phong thủy, hướng đông cũng là hướng nằm ngủ lý tưởng nhất, nhất là đối với những người còn trẻ tuổi. Hướng đông sẽ giúp tăng cường ý chí phấn đấu, tốt cho sự nghiệp của gia chủ. Khuyết điểm của hướng phòng ngủ này là khiến người ta thay đổi, thậm chí là có lúc ngủ quáng. Vì vậy cần phải thật cẩn thận hơn, không nên quyết định chuyện gì một cách quá nhanh chóng. Số 5. Giường ngủ hướng đông nam. Do ánh nắng buổi sáng chiếu từ hướng đông nam, tuy rằng không mạnh bằng hướng chính đông, thế nhưng vì mặt trời mọc lên, ngầm bao hàm ý nghĩa các sự vật đang từ từ phát triển, dần dần định hình, tràn đầy lòng hăng hái, sức sống, dễ được sự tin tưởng của người, nên có rất nhiều cơ hội thành công. Năm ngủ ở hướng này giúp cho con người ta có tinh thần dũng cảm, đón nhận thử thách, cộng với khả năng quan sát tinh tế, họ có thể có được mối quan hệ xã hội khá tốt, làm việc gì thì cũng tương đối thuận lợi, thăng tiến là chuyện có thể thấy trước được. Họ thích hợp làm những công việc có tính chất khiêu chiến hoặc những công việc dịch vụ, khó thành công ở những công việc như thiết kế, chế tác, phục vụ. Hướng đông nam cũng được xem là hướng nằm ngủ lý tưởng của gia chủ, nó sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ, thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển. Khuyết điểm của hướng giường ngủ này là người ở trong phòng thì thường quá chăm chú vào mục tiêu mà không để ý hết tình huống. Họ cần biết khi nào nên dừng lại, kẻo dễ gặp những nguy hiểm. Số 6. Giường ngủ ở hướng nam. Theo như phong thủy thì hướng nam tượng trưng cho dương lực, cho mùa hạ, cho sự ấm áp của phương nam đầy nắng ấm. Mạng của hướng này là hòa. Ở cả nội và ngoại phong thủy, hướng nam là hướng tốt nhất và lành nhất. Theo truyền thuyết xưa của người Trung Quốc thì các đình chùa và các cấu trúc xây dựng quan trọng thì đều hướng mặt về phía nam. Theo như phong thủy phòng ngủ, người ta có nhiều cảm hứng khi sắp xếp phòng ngủ theo hướng này, có sức quan sát tinh tế và họ có thể làm những việc mang tính chất sáng tạo như diễn viên, sáng tác. Thế nhưng vì quá tập trung trong một quá trình dài, thế nên họ thường gặp tình trạng mệt mỏi. Tuy họ rất dễ có cảm hứng, nhưng tính cách lại thay đổi thất thường. Khuyết điểm của hướng giường ngủ này là khiến cho người ở trong phòng dễ bị mất ngủ, hay nghĩ vẩn vơ, hoặc là vì suy nghĩ chủ đáo nên dẫn tới tình trạng thiếu ngủ. Theo phong thủy thì hướng nam mang năng lượng hỏa rất mạnh, nên có phần không tốt cho giấc ngủ. Nó có thể chứa đựng nguy cơ về sự bất hòa, dù hướng này giúp khơi gợi hứng thú và đam mê. Số 7. Giường ngủ hướng tây nam. Hướng tây nam là hướng thời khắc buổi trưa, không những là thời điểm mà còn là lúc bắt đầu xuống dốc. Đây chính là tình trạng vạn vật đang trong trạng thái chín mùi đầy đủ, không ngừng cố gắng, bắt đầu phát huy công hiệu của chúng. Theo phong thủy thì đây là hướng nằm ngủ ổn định, đại diện cho sự giao lưu hòa bình. Thế nhưng nó làm bạn trở nên quá thận trọng trong các mối quan hệ. Hướng giường ngủ này giúp con người ta ngủ trong phòng có thể toàn tâm toàn ý làm việc, tính cách cũng rất dễ gần, có lòng kiên nhẫn, không dễ nổi nóng, vì thế được đánh giá tốt, dễ nhận được sự công nhận của mọi người. Họ khá thích hợp làm những công việc liên quan đến giao tiếp như giáo viên, tuyển dụng hay là người đàm phán. Khuyết điểm của hướng giường ngủ này là khiến người ta dễ xảy ra bất đồng quan điểm với cấp dưới, vì vậy cần nên tìm hiểu cấp dưới nhiều hơn nữa. Số 8. Giường ngủ hướng tây. Theo như phong thủy thì nơi đây là nơi ngự trị của Bạch Hổ, với cốt là mạng kim. Hướng này tượng trưng cho mùa thu và tương quan với nước, thế nhưng khắc với gỗ và lửa. Nước tượng trưng cho âm, vì thế nó màu mỡ, thịnh vượng, giàu có và phát triển. Các vật liên hệ với nước như sông, hồ, ao
bể nước nuôi cá, cây mọc dưới nước, bình cắm hoa đều có nước, đều có lợi cho hướng Tây. Ở trong phong thủy, nước được đặt ở hướng Tây mang ý nghĩa có tiền tài giàu có. Hướng này tượng trưng cho sự dồi dào, tình thương và mơ mộng, bởi vì nước sẽ nuôi dưỡng những sự kiện, các mối quan hệ. Khi chúng ta nằm ngủ ở hướng này, có thể giúp cho người trong phòng tăng cường trí tuệ, có thể tạo ra bầu không khí thấu hiểu lẫn nhau, tăng cường được chất lượng giấc ngủ. Nếu như có mối quan hệ xã hội tốt đẹp, cộng với sự cố gắng âm thầm thì họ có thể đạt được thành công. Những người này tương đối thích hợp làm lãnh đạo ở những công ty nhỏ, những ngành nghề có liên quan đến ẩm thực, trang phục hoặc cần giao tiếp nhiều với nữ giới. Vị trí hướng Tây có thể mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon, sâu giấc. Tuy nhiên, nó có thể khiến cho bạn trở nên thiếu năng động, thậm chí có phần hơi thụ động, lười biếng. Chính vì vậy, hướng Tây là hướng thích hợp với những người đã gây dựng được sự nghiệp ổn định và muốn có cảm giác an nhàn. Số 9. Giường ngủ ở trung tâm ngôi nhà. Đây là cách bố trí phòng ngủ không thường thấy. Cách bố trí này giúp cho người trong phòng có thể chú ý đến xung quanh, biết phân tích tình huống trên nhiều phương diện, thích hợp với những công việc như lãnh đạo hoặc chính trị gia. Khuyết điểm của cách bố trí này là khiến người trong phòng không được tập trung, tinh thần dễ bị phân tán, cần chú ý giữ vững lập trường đúng đắn của mình. Lưu ý khi thiết kế phong thủy phòng ngủ. Để có thể có một phòng ngủ hợp phong thủy nhất, ngoài việc chúng ta bố trí hướng giường ngủ, chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những yếu tố trong việc bố trí đồ vật của phòng ngủ. Thứ nhất, không kê đầu giường đối diện với cửa phòng. Theo những quan niệm phong thủy, cách tính hướng giường ngủ đối diện với phòng là điều không tốt. Cách kê giường ngủ như vậy sẽ mang đến những hậu quả không mong muốn về mặt sức khỏe và ảnh hưởng xấu đến con đường công danh sự nghiệp của gia chủ. Cách khắc phục: nếu như chúng ta đã kê đầu giường đối diện với cửa phòng, chúng ta có thể hóa giải bằng cách xê dịch sang bên phải hoặc trái để có thể cửa chính và giường ngủ không nằm trên cùng một đường thẳng. Đối với trường hợp diện tích nhỏ không thể xê dịch được, chúng ta có thể thiết kế thêm vách ngăn đa năng. Số 2. Không kê đầu giường sát với cửa sổ. Việc chúng ta đặt giường ngủ quá sát với cửa sổ được xem là điều xấu trong quan niệm phong thủy, bởi vì cửa sổ là nơi nguồn không khí lưu động đi vào trong phòng, ảnh hưởng đến tâm tính của con người. Chính vì vậy nó sẽ gây nên cảm giác bất an, khiến cho giấc ngủ bị gián đoạn. Để có thể đảm bảo được chất lượng giấc ngủ, sự an toàn cho gia chủ thì chúng ta nên tránh việc đặt giường ngủ sát cửa sổ. Số 3. Không kê đầu giường chiếu thẳng vào gương. Theo những quan niệm phong thủy, gương chính là vật dụng có khả năng phản xạ luồng không khí không tốt vào trong nhà. Do đó, ở cửa chính của căn nhà, chúng ta thường đặt một chiếc gương nhỏ để có thể xua đuổi những trường khí không tốt. Việc chúng ta đặt giường ngủ ở vị trí có gương chiếu thẳng vào sẽ khiến bản thân hay bị giật mình khi ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Ở trong một khoảng thời gian dài thì nó có thể dẫn tới tình trạng mất ngủ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần. Số 4. Không kê đầu giường hướng gần với nhà vệ sinh. Việc chúng ta kê đầu giường hướng gần với nhà vệ sinh là một điều không hề tốt, bởi vì nhà vệ sinh được xem là nơi có nguồn không khí không trong lành, không sạch sẽ. Do đó, việc chúng ta đặt giường ngủ gần với căn phòng của nhà vệ sinh thì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ít hay nhiều. Do đó, chúng ta không nên kê sát giường ngủ của mình gần với nhà vệ sinh, hoặc là không để đầu giường nằm đối diện với cửa nhà vệ sinh. Các bạn đã được lắng nghe video tự xem 9 hướng giường ngủ theo phong thủy của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.